Vâng, và lời đầu tiên thì phụ kiện audio kính chào tất cả các bác đam mê âm thanh trên mọi miền Tổ quốc nhé. Mục đích của phụ kiện audio làm ra những video là để giới thiệu sản phẩm, những sản phẩm tốt, chất lượng tốt, giá thành ok đến tất cả các bác. Hôm nay thì phụ kiện audio có nhập được ít dây loa. Cái này nhìn rất là giống dây điện đúng không ạ? À, dây đây gọi là dây quân sự, dây loa này, có thể thực chất nói là dây loa cũng không đúng, tại vì đây này là những cái dây quân sự sử dụng trong radar mà về đây nhập về từ Nhật về thì thu mua từ Nhật về thì về đây dùng làm dây loa rất là ok. Đây là dây tiết diện của nó là tầm trên 2 ly, tiết diện mỗi một lõi nhỏ là trên 2 ly. Còn đây là một đoạn em cắt sẵn ra này, tuốt đầu dây cho các bác xem nhá. Kết cấu bên trong rất là đẹp. Có thể nhìn nhá. Kết cấu tạo xoắn dây của nó rất là cầu kỳ luôn đấy. Cấu tạo sợi dây rất là cầu kỳ, xoắn rất là cầu kỳ chi tiết này. Từng sợi một. Vì là dây mạ bạc nên là nó cải thiện chất âm rất tốt cho chất âm chép sáng, trung âm ngọt ngào. Đấy, các bác được xem này, bên mỗi một lõi bện nhỏ này là những cái sợi đồng, rất đồng tơ, rất là mềm đẹp. Vỏ ngoài của nó là vỏ rất sớ, rất trơn này, được gọi là vỏ tép lông chống cháy đấy ạ. Hơ bật lửa thoải mái nhé, hơ lửa thoải mái, nó tản, vì tép lông chống cháy nó tản nhiệt rất là tốt, chỉ cần hơ ở trên này và dưới này nó cũng sẽ nóng luôn, tản nhiệt ra xung quanh, thế nên là nó gọi là vỏ tép lông chống cháy, chống cháy chống nhiễu. Đấy, rất là nóng, nó tản nhiệt ra nóng lên trên cái đồng này cũng nóng. Khi nhìn nghiêng này có thể thấy ánh đồng này. Và những sợi dây này thì đã được bên em bện sẵn vào nhà, test sẵn vào rồi. Đây là một bộ 2,5 m, bên em đã làm sẵn. Bộ 2 m bên em đang bán với giá là 390.000 đồng. Và bộ 2,5 m có giá 420.000 đồng. Tất cả đều miễn phí ship toàn quốc, nhận hàng, dùng thử hàng ok, thanh toán. Đấy, những bộ dây em làm sẵn rồi. Bác nào cần thì có thể để lại số điện thoại bên dưới phần comment, hoặc là gọi điện trực tiếp vào số điện thoại em để phía bên dưới. Rất mong các bác ủng hộ để em ra những clip mới hơn, những sản phẩm chất lượng hơn. Cảm ơn các bác theo dõi video của Phụ Kiện Audio nhé.